Xin chào tất cả anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Mùa đông đã đến. Một cái điều kiện lý tưởng để chúng ta có thể xịt nào gỗ, nhang, khói, trầm, ngọt, bla bla bla. Nói chung là tất cả những cái mùi hương, bởi vì bây giờ nền nhiệt độ đang quá là lý tưởng. Và nếu như các anh em nào đang muốn tìm kiếm những chai nước hoa có một tông mùi, ví dụ như là một tách cà phê hay là một ly rượu rum đó, những cái mùi hương mà chúng ta muốn một cái gì đấy nó ấm cúng hơn trong cái nền nhiệt lạnh của mùa đông, thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ đến các anh em một vài chai nước hoa có những cái tông mùi, đó là một ly rượu, đó là một tách cà phê, để cho chúng ta cảm thấy rằng khi mà chúng ta ngửi vào mùa đông, chúng ta sẽ cảm thấy là ít nhất là nó có một cái gì đấy nó ấm áp hơn đó. Và nếu như các anh em có lần đầu xem video của mình thì hãy bấm subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau được nhiều hơn nữa. Còn bây giờ anh em mình relax và let's go. Ok, nhắc đến rượu thì sẽ rất là thiếu sót nếu như chúng ta không list ra nhà nước hoa này ở đầu video, đó là nhà Killian. Mình đánh giá rất là cao nhà nước hoa này, đặc biệt là về nốt rượu. Họ làm, nói chung là bởi vì đây là cái thế mạnh của họ, cho nên họ làm mùi cái tông này thì phải gọi là luôn luôn là 9 trên 10 hoặc 10 trên 10 tùy theo đánh giá của mỗi người. Và chai nước hoa mình lựa ra đó là Killian Angelshare, một cái tông mùi có thể gọi là mình đã nói đến một vài video rồi, cho nên là mình nghĩ rằng không cần phải nói quá là chi tiết về chai nước hoa này. Tuy nhiên nếu như các anh em nào muốn tìm một cái tông mùi rượu thơm và hơi ngậy một chút thì Killian Angelshare chắc chắn sẽ là một trong những cái sự lựa chọn thú vị. Tuy nhiên thì nó có một cái điểm hơi, nói chung là với mình thì là hơi dở, đó là chai chỉ có 50ml và cái mức giá của nó thì cũng không phải là rẻ, cho nên nếu như mà sở hữu chai nước hoa này thì xịt nói chung là mình nghĩ rằng cũng hơi rén. Còn lại thì về mùi hương, mình thấy rằng nó rất là sang, nó rất là, nói chung là đáng tiền. Vậy vậy, chai nước hoa đầu tiên, nếu như các anh em nào muốn có một tông mùi rượu thì Killian Angelshare sử dụng trong mùa đông bá đạo, ok. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Stranger Perfume và nó có tên là Roasted Coffee. Ở chai nước hoa này khi mà các anh em xịt thì chúng ta sẽ thấy một cái tông mùi của cà phê, của rượu, whisky và thuốc lá, một cái gì đấy nó rất là phong trần, nó rất là đàn ông, không gọi là không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề luôn. Khi mà chúng ta xịt một đốt cà phê đắng và sau đó là vị thuốc lá và vị whisky rất là thô ráp, rất là gai góc. Đặc biệt các anh em nào nếu như ưa thích cái phong cách mùi mà nó giống như kiểu là nói thế nào nhỉ, nếu như các anh em đã từng xem bộ phim Peaky Blinders ấy, đó thì mình nghĩ rằng các nhân vật chính sẽ rất là phù hợp nếu như mà sử dụng chai Roasted Coffee này, bởi vì họ có chất đàn ông, họ có chất gai góc, họ có chất dữ dội, thì khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này chúng ta sẽ cũng có cái cảm giác như thế. Do vậy nếu như trong một cái mùa đông lạnh giá và chúng ta một cái gì đấy nó có thể gây ấm cúng cho mọi người khi mà ngửi, thì Roasted Coffee đó là chai nước hoa mình muốn gợi ý cho các anh em. Chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm của nhà Mason Margiela và nó có tên là Coffee Break. Ở chai nước hoa này khi mà chúng ta xịt thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là rõ cái tông cà phê và một chút kem ngậy mix cùng với nốt cà phê. Nó không phải là một mùi thuần cà phê mà mình nghĩ rằng nó giống như kiểu một ly cà phê và phết nhẹ ở bên trên là một chút kem, rất là thú vị. Nói chung là chai này cá nhân mình cảm nhận rằng nó có một cái thiên hướng unisex. Do vậy nếu như các anh em nào có một phong cách quá là cổ điển và lịch lãm, giống như kiểu thanh niên nghiêm túc hoặc lịch sự, thì không hẳn là phù hợp với chai nước hoa này. Còn lại nếu như anh em nào mà ưa thích một cái phong cách nó giống như kiểu nó hơi có một cái gì đấy nó hơi sexy, ok, một cái gì đấy nó hơi sexy, một cái gì đấy nó hơi ga lăng, thì Coffee Break mình nghĩ rằng nó sẽ rất là phù hợp, bởi vì cái tông mùi của nó một chút thơm nhẹ của cà phê và mix cùng một cái vị ngậy của kem, rất là thú vị. Anh em nào mà yêu thích một phong cách unisex thì chai nước hoa này mình nghĩ rằng rất là ok. Mason Margiela Coffee Break. Chai nước hoa thứ tư cũng là một sản phẩm mà mình nhắc đến rất là nhiều rồi, Halloween Man X, một trong những chai nước hoa cà phê mà ở cái mức giá tầm trung rất là đáng tiền, rất là thơm và không có gì để nói về chai nước hoa này cả. Một cái sản phẩm ở Tây và ở bên Tây, ở bến biển, các anh em đều đánh giá cũng rất là cao. Do vậy nếu như anh em nào mà không muốn bỏ ra quá nhiều tiền để sở hữu một chai nước hoa cà phê thì Halloween Man X xử lý ngay, ngay và luôn, không phải xoắn, ok.
Chai nước hoa thứ 5 đó là một sản phẩm của nhà Bentley và nó có tên là Bentley Intense James Bond của nước hoa, với một tông mùi của rượu rum, của gia thuộc và nhang, tạo nên một cái tông mùi rất rất là quý ông, rất là lịch lãm. Anh em nào mà ví dụ mùa đông mà ưa chuộng một phong cách áo combless đó, một dạng như kiểu khoác áo măng tô, và chúng ta muốn một cái mùi hương gì đấy, có thể là trong đêm Noel hoặc là một cái dịp gì đấy chúng ta muốn một cái sự sang trọng, lịch lãm và quý ông, Bentley Intense. Ok, lôi ra và bam, mà lên xe quay mà đi thì cũng vẫn là chất. Ok, Bentley. Tiếp theo nữa là một sản phẩm của nhà Carolina Herrera và nó có tên là CH Man Privé. Không phù hợp với các anh em nào ở trong Nam, chỉ nên anh em nào ngoài Bắc thì hãy sở hữu chai nước hoa này, bởi vì nó một cái sự kết hợp của rượu, của gia thuộc, của đậu tonka. Nếu như mình không nhập không biết đâu, như có gia thuộc đúng. Một mùi hương ngọt, sexy, và mình không thấy có quá nhiều chai nước hoa này. Tuy nhiên, để mà có thể phát huy được hết mùi hương này thì nó đòi hỏi phải ở một cái nền độ nhiệt độ lạnh. Còn nếu mà hơi kiểu mát mát, nó ấm thì thực sự chai nước hoa này nó gây nhức đầu rất là nhiều. Mình nhớ có một lần là mình đi vào trong Sài Gòn, là mình khi mà mình lên cái kiểu xe trở ra, xe từ sân bay trở vào ấy, lúc khi mình xuống sân bay và bắt đầu xe trở vào trong quầy ấy, và mình đứng cạnh một bà chị xịt tông CH Man Privé, và đúng là nó thật là như tra tấn luôn, khủng khiếp. Cho nên mình nhắc lại, chai nước hoa này chỉ phù hợp với nền nhiệt độ lạnh. Còn các anh em là trong Nam thì không nên sử dụng chai nước hoa này, bởi vì nó sẽ gây khó khăn cho chúng ta rất là nhiều. Ok, tuy nhiên nếu còn lại thì trong mùa đông, CH Man Privé mình đánh giá nó rất là phù hợp sử dụng. Ok, và cuối cùng đó là một sản phẩm nói chung là đã bị ngưng sản xuất, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể tìm kiếm được John Varvatos Dark Rebel. Rượu, thuốc lá và gia thuộc. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng đây là một tông mùi rất là nặng đô thì không phải. Một cái gì đấy rất là bụi bặm, rất là phong trần, và nó rất là tinh tế khi mix cùng với ba nốt này để tạo thành một cái mùi hương, phải gọi đúng như một là trong một chiếc áo da màu đen, chúng ta đi lên ngồi một chiếc xe màu đen. Sời mẹ ơi, tuyệt vời. Nói chung là chai nước hoa này hiện nay thì khá là khó tìm, chứ không phải là không tìm được. Và nếu mà chúng ta xác định tìm chai nước hoa này thì sẽ phải chi ra một cái mức giá không hề rẻ. Tuy nhiên về mùi hương của nó thì nó rất là xứng đáng. Nếu như anh em nào ưa thích một phong cách giống như kiểu là Ghost Rider mà tốc độ, cái gì thế, cái gì đều có cái giá của nó hết đó. Muốn mùi ngon và độc thì chúng ta, cái việc mà bỏ ra một số tiền lớn hơn so với bình thường là cái chuyện bình thường, đương nhiên. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một số chai nước hoa mà nó sẽ mang đến âm hưởng cho chúng ta khi mà xịt một ly cà phê, một ly rượu rum hoặc là một cái gì đấy. Rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị. Và anh em mình lại hẹn gặp nhau trong những video tiếp theo nha. Bye bye.